năm 2008, năm 2009 á, mình ngộ ra Internet Marketing, tức là ứng dụng nền tảng online để kênh doanh. Và tự nhiên nó như là một cái sứ hút của mình vậy. Mình thấy mình thích quá, cái mình lao ra, mình bỏ mọi thứ, mình lao vào, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu. Mình mới thấy, ồ, cái thế giới online rất là tuyệt vời, rất là nhiều người lên online. Cái đó là cái cơ sở để chúng ta kinh doanh, làm marketing, kiếm cái hàng. Mình mới nhìn ra một hồi, cái thời năm 2008, năm 2009, sao các doanh nghiệp ít người biết, tự nhiên mình mới khao khát, làm sao để họ biết. Và thế là mình đi vào các cái doanh nghiệp, thì có những doanh nghiệp có trang web, có những doanh nghiệp thì chưa có. Rồi mình mới tư vấn cho họ. Cái từ thất bại cho tới hiện tại mình rất thích cái từ thất bại. Thì cái lần thất bại đầu tiên của mình về kinh doanh nặng nhất á, đó là năm 2005. Lúc đó 26, 27 tuổi mà sở hữu nhà máy, sở hữu công nhân, cũng có chút tiền bạc và thành công, nên cái sự háo thắng nó lớn quá. Cái tôi nó lớn quá, lúc đó không nghe lời ai, cứ tưởng mình là số 1.